Minasan konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề thi GPT N2, phần thi Mojigui. Đầu tiên, môn đài 1 này. Môn đài 1 là môn đài cách đọc của Hán tự. Câu 1. Kore kara mo samazama na kuni to no nanani rikai o fukumete iko to mo. Hán tự ở đây các bạn thấy là chữ tương và chữ hỗ. Vậy thì chữ này sẽ đọc là gì nhỉ? Ở đây hơi khó một chút bởi vì là chữ tương nó sẽ có hai cách đọc, đó là đọc là so và show, đúng không? Thì phần lớn trong các trường hợp nhá, nó đọc là so. Ví dụ trong trường hợp này các bạn sẽ chọn được đáp án là mấy nhỉ? À, chữ hỗ, bởi vì vần ô chỉ có một chữ cái thôi cho nên là cái chữ này nó sẽ không có trường âm. Như vậy là chúng ta sẽ loại trừ được phương án 2 và phương án 4 này, vậy chỉ còn 1 với 3. Thì trong trường hợp này ấy, cái chữ tương của chúng ta nó sẽ đọc là so, như vậy chúng ta sẽ chọn được đúng là số 3. Sogo có nghĩa là tương hỗ lẫn nhau. Câu này có nghĩa là từ bây giờ thì tôi mong muốn sẽ tiếp tục, đúng nhỉ, làm sâu sắc hơn cái sự hiểu biết thấu hiểu lẫn nhau giữa các nước. Thông thường ấy thì cái chữ này, đây nói lại cái phần này nhé, nó sẽ thường đọc là so nhiều hơn. Ví dụ trong từ gì nhỉ? Chúng ta có từ đây, so tai là tương đối này, hay là shin so chân tướng này. Đấy. Còn đọc là show ấy, chúng ta có trong từ siêu thủ tướng, hoặc là ai show. À, cái này đọc là ai nữa rồi. Thì các bạn lưu ý, chính xác sẽ là số 3 nhá. Câu số 2. Kono ryōri wa nanani taberarenai. Hán tự đây là chữ tân có nghĩa là cay, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có cách đọc là karakute karai. Như vậy đúng của chúng ta sẽ là một này. Món này vì cay cho nên là không thể ăn được. Các phương án còn lại chúng ta có kusakute. Kusakute. Đây. Chữ sú có nghĩa là mùi hôi. Nigakute là chữ khổ là đắng này. Và số 4 là shibukute. Chữ sáp có nghĩa là chát, đắng, cau có. Câu số 3. Hariteiru hi wa kono sancho kara subarashii. Nanani ga mieru. Hán tự là chữ cảnh, chữ sắc. Thì bình thường ấy, chữ cảnh nó sẽ đọc là kê có trường âm. Chẳng hạn như các bạn có trong từ fuke chẳng hạn. Phong cảnh. Phong cảnh và cảnh sắc là đồng nghĩa với nhau. Nhưng mà trong trường này nó đọc là kê có trường âm nhé các bạn nhé. Đấy. Hoặc là từ kê càng này, cảnh quan này. Và nhiều bạn sẽ lấy cái trường hợp này để chọn đáp án là một thì sẽ bị sai. Bởi vì trong trường hợp này cái chữ cảnh sắc nó sẽ bị biến đổi một chút, nó sẽ đọc theo kiểu đặc biệt, nó sẽ không có trường âm. Như vậy đúng ở đây sẽ phải là số 2. Keshiki. Phong cảnh, cảnh sắc. Câu này có nghĩa là ngày trời nắng ấy thì từ cái đỉnh núi này chúng ta có thể nhìn thấy cái phong cảnh rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Không phải là kê có trường âm, hay là cái chữ sắc sẽ đọc là shiki chứ không đọc là iro nhá. Iro là âm kunyomi. Câu số 4 này. Kono okane wa nani ka atta toki ni nani no nokoshite oko. Cái tiền này ấy, thì tôi để dành. Hán tự đây là chữ bị trong từ setsubi, thiết bị, đúng nhỉ? Thì âm cương của chữ bị sẽ là sonaeru. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 4. Đấy. Có nghĩa là để phòng cho những cái lúc nào đó, để phòng bị cho, để chuẩn bị cho, để sẵn sàng cho thời điểm nào đó. Cái này thì ngoài cách hỏi là Hán tự, có thể người ta sẽ hỏi các bạn dạng ngữ pháp đấy. Ngữ pháp nanani sonaete có nghĩa là ứng phó, phòng bị cho cái trường hợp phía trước nhé. Tiền này thì tôi để dành phòng bị cho lúc có chuyện gì đó xảy ra. Totonoete, chúng ta có cái từ, chúng ta có chữ chỉnh đúng không? Đọc là totonoete này. Có nghĩa là sắp xếp, chỉnh sửa này. Hoặc là chữ điều, điều chỉnh. Số 2. Takuwaete thì cái chữ này nó lại hơi khó. Cái này là kanji N1. Chữ xúc có nghĩa là tích chữ. Kakaete là chữ bão, ôm, mang.
Câu số 5. Ima kara nanya ni kune o okonaimasu. Hán tự là chữ phòng và chữ tai, đúng nhỉ? Thì phòng ta sẽ đọc là bosai. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 2 nhé. Số 1. Boem. Từ boem có thể là chữ này. Hán tự là chữ phòng và chữ viêm, có nghĩa là phòng hỏa hoạn, đề phòng đám cháy lớn hoặc là phòng khói, đúng không? Đấy. Hoen và hô sai thì nó không tồn tại những cái từ mà chúng ta quen thuộc. Thì môn đai 1 là như thế. Cái đề này ấy, nó tương đối dễ cái phần án tự so với các đề trước, bởi vì là có một số câu của N3, chẳng hạn như là cái chữ tân này đã học ở N3 này, hay là câu 3 chữ cảnh chữ sắc đều là kanji N3 N4. Tiếp theo chúng ta sang môn đai 2. Môn đai 2 là môn đai nhận diện mặt chữ. Môn đai này thì các bạn sẽ cần phải thật là tinh mắt, đúng nhỉ? Câu 6. Kadewa totemo degi tadashi desu. Degi tadashi, chúng ta sẽ cần chữ Hán là chữ lễ và chữ nghi. Vậy thì cái nào là lễ nghi đây? Chúng ta có một Hán tự, đây là chữ gì? À, đây là chữ chát, sát sự, dùng trong kiểu như là tờ tiền, ví dụ như tờ tiền một man, Ichimae sát sự, đúng nhỉ? Không phải, chúng ta sẽ không dùng cái bộ bộ mộc nhá, mà đằng trước nó phải là bộ lễ mới chính xác. Và chữ đằng sau cũng sai, chữ đằng sau là chữ nghĩa, không phải là chữ nghi. Số 2 này, số 2 chữ đằng sau đúng là chữ nghi rồi, nhưng mà chữ đằng trước là bị sai. Số 3 là chữ lễ và chữ nghĩa. Nhiều bạn sẽ thấy là lễ nghĩa Tadashi đúng, các bạn sẽ nghĩ rằng là ba đúng không? Thế nhưng mà rất tiếc là nó không tồn tại cái cụm từ lễ nghĩa này, nên là ba không chuẩn, mà đúng ở đây phải là bốn các bạn ạ. Lễ nghi nhá, degi tadashi có nghĩa là lễ phép, biết phép tắc, biết chào hỏi. Câu 7. Kare wa kuro kasanete sachō ni made chusei shita. Anh ấy chồng chất tích lũy, vượt qua rất là nhiều khó khăn gian khổ và đã chusei là gì nhỉ? Đã thành công, đúng không? Đã thành công, đã thăng tiến đến chức giám đốc. Đấy. Thì chúng ta sẽ có cái từ nào đọc như vậy đây? Chúng ta sẽ cần chữ xuất và chữ thế. Như vậy đúng ở đây phải là số 2. Số 1 là chữ Hán là chữ xuất và chữ thành. Chữ thành nếu mà đọc nó phải có trường âm, đọc là C. Như vậy là một không chính xác nhá. Số 2, số 3 là chữ thăng, thăng trong từ thăng tiến. Nhưng mà đằng sau là chữ thành không chuẩn này. Tương tự 4 cũng không phải. Đúng đây phải là số 2. Câu 8. Kono mise wa dentou no aji wo mamori tsuzukete iru. Cái cửa hàng này ấy, nó đang tiếp tục giữ gìn cái hương vị dentou là truyền thống. Vậy thì cái từ nào đọc là, cái Hán tự nào là truyền thống? Số 1, các bạn có chữ Hán là chữ truyền và chữ thụ. Cái từ này nó sẽ đọc là denju các bạn nhé. Denju là truyền thụ, truyền thụ tri thức đấy, có nghĩa là hướng dẫn, truyền thụ này, giống nghĩa tiếng Việt. Số 2, chúng ta có Hán tự, đây là chữ truyền và chữ thừa. Đọc là densho, densho, có nghĩa là lưu truyền. Số 3, đây là truyền và thống rồi, đọc là dento, vậy đáp án đúng là 3. Và số 4 là chữ Hán là chữ truyền và chữ đạt. Dentatsu. Đúng ở đây phải là samban. Tiếp theo chúng ta sang câu số 9 này. Một câu âm cư nhô mi của động từ. Sonani asera asera xin lỗi. Sonani asera nakute mo daijoubu desu yo. Động từ nào sẽ đọc là aseru? À, chúng ta sẽ cần chữ tiêu, đúng nhỉ? À, đúng, chúng ta là một nhé. Câu này hơi khó bởi vì cái chữ Hán này ấy, là các sách người ta xếp vào kanji N1. Đấy, nhưng mà đi thi N2 thì thường là người ta sẽ hỏi một vài câu kanji N1. Tính ra là năm năm thi cái đề này ấy, là tương đối đơn giản bởi vì có vài câu N3. Còn có những năm ấy, là trong tổng cộng 10 câu kanji môn đai 1, môn đai 2 có đến tận 3-4 câu kanji N1 cơ. Số 1 chính xác nhé. Và ngoài cách đọc là aseru ấy thì cái chữ này nó còn đọc là kogeru nữa. Nó chỉ sự cháy khét nhỉ, món ăn bị cháy thì dùng từ này.
Số 2 hán tự đây là chữ tao, cái này phải đọc là sao qua dừ. Làm ầm ồn ào rùm beng lên này. Số 3, chữ đây là chữ cạnh, cái chữ này phải đọc là kỳ sôi, cạnh tranh ganh đua. Và số 4 đây là chữ bạn, cái này phải là a ba đê rự đúng không? Đúng, chúng ta phải là một nhá, từ a xê rự có nghĩa là sốt ruột. Chẳng cần phải sốt ruột như vậy cũng ok mà, cũng được mà. Câu số 10. Câu số 10 các bạn thấy các từ rất là giống nhau đúng không nhỉ? Các cái chữ Hán trông rất là giống nhau về mặt hình thức. Daigaku ni nyugaku shite kara hitori de kurashite imasu. Sau khi nhập học đại học ấy, thì tôi đọc là kurasu thì có nghĩa là sống đúng không? Tôi sống một mình. Vậy thì cái từ nào mang nghĩa là sống đây? Các bạn có số 1, đây là chữ mộ. À, xin lỗi, đây là chữ mạc. Chữ này âm Hán Việt là mạc, nó sẽ có cách đọc âm kun là cách đọc âm ôn là ma cự. Đấy, chẳng hạn như là các bạn từ ma cự có nghĩa là cái rèm, cái mành đúng nhỉ, cái màn ở sân khấu ấy. Đấy, chẳng như là từ cai ma cự này, khai mạc này. Số 2, chúng ta có chữ này là chữ mộ. Mộ này là trong từ chiêu mộ đúng không? Âm cưng của nó sẽ là tsunoru, là tăng lên này. Không chính xác. Số 3 hán tự là chữ mộ, chữ này đọc là kudasu đúng rồi. Ngoài cái đọc là kudasu mang nghĩa là sống ra ấy, thì thằng này còn đọc là kureru. Đấy, cuối năm hoặc là cuối ngày. Số 4 hán tự là chữ mộ, đọc là haka đúng không? Đây là danh từ. Không chính xác. Và có một chữ Hán nữa, nó cũng gần gần giống dạng của cái này, các bạn có thể nhớ thêm nhé. Đấy là chữ mộ mang nghĩa là ái mộ. Đấy, shita-u. Đây các bạn nhìn này, trông cũng rất là giống đúng không? Shita-u là ái mộ. Hoặc là trong từ aibo, ái mộ đấy. Rồi câu này chúng ta chọn 3. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 3 là môn đai vô kê xê, môn đai hình thành từ. Với môn đai này thì gần như là chúng ta bắt buộc phải học thuộc. Nhiều bạn hỏi là có cái bí quyết nào không, thì chỉ có bí quyết là học thuộc thôi. Làm nhiều đề và đọc nhiều bài, đọc những cái tài liệu liên quan đến phần này để làm. Câu số 11 nhá. Kyō no kōen no tema wa kyōiku no nani nani môn đài nitsuite desu. Chủ đề của cái buổi gì nhở, Koen có thể là buổi thuyết trình hoặc là bài giảng. Chủ đề của bài giảng ngày hôm nay là về vấn đề giáo dục. Chúng ta sẽ cần một từ đi kèm phía trước của từ môn đài. Chúng ta có chữ đầu tiên là chữ gì nhở, chữ chư trong từ chư hầu đúng nhở. Số 2 là chữ phức trong từ phức tạp này. Số 3 là chữ tạp. Số 4 là chữ loại. Thì ở đây để đi được với từ môn đài, chúng ta sẽ cần chữ show đúng không? Số 1 nhá. Nó sẽ tạo ra từ gì nhỉ? Show môn đài có nghĩa là các vấn đề đúng không? Các vấn đề trong giáo dục. Đấy, các bạn sẽ phải chọn đáp án số 1. Show môn đài này. Các vấn đề, các cái từ mà có cái chữ chư này nó đứng đầu tiên ấy, nó mang nghĩa là số nhiều. Ngoài cái từ show môn đài này, chúng ta còn có một số từ khác nhé, ví dụ như là show joken này, các điều kiện này, show jijo này, các lý do, các sự tình này, show gaikoku, các nước bên ngoài đấy, hay là show hiyo, các loại chi phí vân vân. Các bạn có thể nhớ, biết đâu người ta hỏi lại. Câu số 12, tsukareru to shuchu ga ochite shigoto ga susumanaku naru. Khi mà mệt mỏi ấy, thì cái gì đó tập trung nó bị giảm sút và công việc không tiến triển. Chữ năng, chữ khảo, chữ khí và chữ lực. Thì ở đây chúng ta sẽ có từ ghép sẽ hợp lý sẽ là từ shuchu ryoku đúng nhờ. Chúng ta chọn 4 nhá. Shuchu ryoku là khả năng. Cái chữ lực nó đứng sau những cái từ khác thì nó sẽ mang nghĩa là khả năng hoặc là cái năng lực, cái sức mạnh làm được cái điều đó. Shuchu ryoku.
là khả năng tập trung, năng lực tập trung này. Ngoài từ này ra chúng ta còn có một số từ khác, chẳng hạn như là từ handan yoku là cái khả năng phán đoán, khả năng đánh giá này, từ sozo ryoku khả năng sáng tạo, sozo ryoku tiếp đồng âm với lại sozo là khả năng tưởng tượng, ekyo ryoku là cái khả năng ảnh hưởng, cái sức ảnh hưởng. Các từ còn lại thì không phù hợp. Câu 13. Natsuyasumi ni ryoko ni ikitai no de nani nani shunyu no arubaito o sagashiteiru. Bởi vì tôi muốn đi du lịch vào dịp nghỉ hè cho nên là tôi đang tìm cái việc làm thêm mà có thu nhập. Thu nhập như thế nào? Thu nhập cao đúng không? Chúng ta sẽ chọn đúng là 4. Có một số trường hợp là chúng ta có thể dùng tiếng Việt để chúng ta chọn, nhưng mà cũng có một số trường hợp chúng ta không thể theo cái kiểu tiếng Việt được. Đấy. Nên là lưu ý nhá, bắt buộc là chúng ta phải luyện thật nhiều, không phải là chữ thượng, chữ lương hay là chữ ưu mà phải là chữ cao. Nó sẽ tạo ra cái cụm từ koshunyu là thu nhập cao này. Chữ cao khi đứng trước một từ nó diễn tả cái mức độ cao của nó, mức độ cao của cái đối tượng phía sau nó, chẳng hạn như là ngoài koshunyu chúng ta sẽ có ko gakureki này, học vấn cao, bằng cấp cao, ko ketsuatsu huyết áp cao này, ko kiatsu khí áp cao, hay là koseno tính năng cao cấp. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 4, môn đai từ vựng, môn đai điền từ phù hợp vào chỗ trống. Để làm được môn đai này thì chúng ta cần phải biết nghĩa cũng như là cái hoàn cảnh sử dụng của từ. Câu 14. Konshu wa isogashikatta kara shumatsu wa ie de nanani terebi o mite ita. Cái tuần này bởi vì đã rất là bận rộn cho nên là cuối tuần thì tôi muốn ở nhà và xem tivi. Thì ở đây chúng ta thấy có bối cảnh là cuối tuần và xem tivi đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ xem từ nào là phù hợp nhất nhé. Đầu tiên noronoro. Noronoro là chậm chạp lè mè, nó dùng cho động tác thì không phù hợp lắm với bối cảnh là terebi omiru. Nombiri là thong thả thoải mái. Đúng rồi. Số 2 nhá, là cái việc chúng ta làm gì đó một cách thư thái để gì đấy, để phục hồi cái sức lực đấy, nghỉ ngơi thư giãn thì đúng nhất ở đây phải là 2. Số 3, guru guru. Guru guru là lòng vòng quanh quẩn, không phải. Gusuri là ngủ say sưa ngon lành, không đúng. Đúng đây phải là số 2. Câu 15, các bạn thấy là câu hỏi về katakana go đúng không nhỉ? Các từ vựng katakana. Marathon では周りの人に合わせようとしないで、何々で走るといい。Khi mà chạy marathon ấy thì đừng có điều chỉnh cho phù hợp với người xung quanh. Tức là đừng có thấy người ta chạy nhanh mà mình cũng chạy nhanh theo, đừng có thấy người ta chạy chậm mình cũng chạy chậm theo, mà nên chạy bằng cái gì với cái gì, chúng ta cùng xem nhé. Từ đầu tiên, từ đầu tiên là technique. Technique đây, từ này tiếng Anh là gì nhỉ, viết như thế nào đấy? Technique đúng nhỉ, có nghĩa là kỹ thuật, không phải này, nó không liên quan đến cái bối cảnh gọi là đừng đừng gì đây, đừng có mà điều chỉnh cho phù hợp với người xung quanh, mình hãy có gì thì mình chạy bằng cái đó, tự nhiên cho từ kỹ thuật vào nó không phù hợp. Tiếp theo chúng ta có số 2. Số 2 là flash. Flash là chữ flash đây, ánh sáng, chụp ảnh flash không phải này. Số 3 approach. Approach là tiếp cận, không đúng này. Số 4, my pace. My pace là gì đấy nhỉ? Là cái nhịp độ của bản thân mình. Đúng rồi. 4 nhá, có nghĩa là sức mình như thế nào thì mình chạy như thế, chứ không phải là cứ phải ganh đua nhất định là phải bằng được cho người ta. Nó ghép bởi my là chữ my và pace có nghĩa là nhịp độ đấy. Đúng đây phải là 4 nha. Câu 16. Câu này khó này, bởi vì là
nó sẽ có một số từ mà mang nghĩa gần giống nhau. Ano mise wa sabisu nai to nani nani da. Cái cửa hàng kia ấy thì dịch vụ tốt. Đấy, dịch vụ tốt. Đây các bạn nhìn. Các từ, từ đầu tiên đọc là hyobang. Hyobang có nghĩa là đánh giá. Từ số 2 là hyoka, cũng là đánh giá. Bắt đầu thấy khó chưa? Có hai từ nghĩa giống nhau nhá. Từ số 3 là shindan, là chẩn đoán. Chẩn đoán này dùng trong y tế thì sai rồi, chúng ta loại trừ được dễ rồi. Số 4 là ketsudan, là chữ Hán là quyết đoán nhưng mà nghĩa là quyết định. Nó gần giống từ kete ấy, hay là ketsin ấy. Thì 3, 4 là chúng ta loại được nhá. Còn 1 với 2 thôi, với nghĩa là đánh giá. Thì ở đây mọi người hãy để ý tới cái sự khác nhau của hai cái từ là hyobang và hyoka. Thì thông thường là từ hyobang nó sẽ là dùng dưới dạng danh từ. Đấy, dùng dưới dạng danh từ. Nó có một số cái dạng thức cố định, chẳng hạn như là hyobang ga i này, có nghĩa đánh giá tốt này, hay đánh giá xấu này. Đấy. Hay là cái đánh giá bị ochiru này, bị hạ này, đúng không? Hay là dạng tính từ hiệu bằng ni na ru. Thì ở đây các bạn thấy người ta đang dùng dạng danh từ, đúng không? Cái cửa hàng kia ấy thì có danh tiếng đấy, có cái tiếng tăm là có dịch vụ tốt, vậy thì phù hợp phải là một mới là chính xác, bởi vì hiệu bằng nó mới có cái cách sử dụng dưới dạng danh từ mang nghĩa như thế, có nghĩa là có cái danh tiếng. Còn số 2, hiệu cả này là đánh giá dùng dạng động từ nhá. Nó thường dùng với kiểu này, đánh giá cao, đánh giá thấp. Nó đi những từ như là takai này, đánh giá cao này. Hay là nó hay dùng dưới dạng động từ. Đấy. À, động từ chẳng hạn như là đánh giá cái gì đó, chúng ta sẽ có NO. Hiệu cả suru. Đánh giá N chẳng hạn là N có thể là seiki này, à seiki này, thành tích này. Hay là kịch cả, đánh giá kết quả này, vân vân. Thì đúng phải là Ichi. Tiếp theo câu 17. Kanojo to hisashiburi ni atta no de nanjikan hanashite mo hanashi ga. Bởi vì lâu rồi tôi mới gặp lại cô ấy cho nên là nói chuyện hàng giờ, nói chuyện hàng mấy giờ, câu chuyện nó cũng làm sao đó. Chúng ta có một đầu tiên, từ đầu tiên đọc là karenai. Động từ gốc là kareru, có nghĩa là khô héo, nó dùng cho cây cỏ đúng không? Không phù hợp với lại câu chuyện rồi. Số 2 là kagiranai. Kagiranai động từ gốc là kagiru, là giới hạn. Nó dùng trong kiểu như là thời gian, số lượng, vân vân, được giới hạn, được hạn chế, không phù hợp này. Số 3 là tsukinai. Tsukinai là cạn kiệt. Đấy, những cái thứ mà gì nhỉ? Những cái thứ mà tiếp diễn, những thứ mà đang kéo dài, nó bị hết, nó bị chấm dứt. À, hợp lý, đi với lại được với từ hanas, đúng nhỉ, Hanashi chứ. 4 là otore này, otore mang nghĩa gốc là suy yếu, suy thoái, nó dùng cho thể lực hoặc là cái sức mạnh nhá. Thì ở đây chúng ta phải chọn đúng là số 3. Gần như là cũng phải có hint tội, đúng nhỉ? Đó là Hanashi ga, sẽ là Hanashi ga tsukinai, gần như luôn luôn đi cố định. Đây là một từ vựng tương đối là quan trọng trong N2, người ta đã từng hỏi trong phần thi cách dùng từ, các bạn có thể chú thích cái từ này vào. Câu 18 này. Lại một loạt các từ trông giống giống nhau đúng không? Denshu no seika ga nanyani dekireba kitto yusho dekiru daro. Nếu có thể cái thành quả luyện tập ấy, thì chắc có lẽ chúng ta có thể thắng được. Từ số 1, Hán tự đây là chữ phát và chữ huy, mang nghĩa đúng như vậy luôn là phát huy. Cái từ phát huy này là một tha động từ, nó thường đi kèm với lại các từ như là jitsu ryoku này, phát huy thực lực, phát huy năng lực này, sức mạnh này, noryoku đấy, và phát huy thành quả cũng có dùng với nó. Như vậy đúng ở đây phải là một nhá. Phát huy thành quả luyện tập, luyện tập như thế nào thì khi mà chúng ta thi đấu chúng ta bộc lộ được ra như thế. Từ số 2, Hán tự là chữ phát dự sinh, hạt xê. Từ này thông thường mang nghĩa là phát sinh, xảy ra những cái vấn đề, những cái thứ mà không được tốt đẹp lắm, ví dụ như là phát sinh sự cố này, sì cô,
phát sinh động đất, di chuyển, phát sinh vụ tai nạn, vụ án chứ, di kèn và môn đài phát sinh vấn đề, thông thường là những điều không tốt. Và nó đi với trợ từ ga các bạn nhé, có nghĩa là cái đó nó phát sinh tự động từ. Ở số 3 chúng ta có chữ này là chữ phát hành, đọc là hạc cô đúng nhỉ? Phát hành này là phát hành gì đấy? Phát hành tạp chí này, giá si, phát hành xin bưng, báo, phát hành thẻ hội viên đúng không? Chứ không phải là phát hành cái thành quả. Và 4 là hạt sư mê, thì từ này chúng ta quá là quen thuộc ở trong cấp N4, N5 rồi. Có nghĩa là phát minh, phát minh ra một cái công cụ gì đó, chẳng hạn là phát minh ra điện thoại này, phát minh ra tivi, telebi, hay là phát minh ra Moji đúng không? Chữ viết. Đúng, đây phải là một nhá. Câu 19. Kono hyogen wa nani nani de wakari nikui. Cái biểu hiện này ấy, nó làm sao đó cho nên nó khó hiểu. Đây chúng ta hãy để ý cái hint tội đấy là wakari nikui. Vậy thì chúng ta sẽ tìm từ nào phù hợp đây. Số 1. Từ này đọc là nan jaku. Nan jaku hán tự là chữ nhuyễn và chữ nhược. Từ này có nghĩa là mềm. Đúng nhỉ? Chẳng hạn như là nền đất chẳng hạn, có thể dùng là nan jaku na. Nan jaku na ji bằng. Đấy, ji bằng là nền đất nhá, nền đất mềm yếu chẳng hạn như vùng bùn lầy ấy, thì dùng cái từ này được. Ngoài ra nó còn dùng cho cái tính cách đúng nhỉ? Chẳng hạn như là tính cách yếu đuối đấy, nan jaku na thái độ này không phù hợp. Câu số 2. Chữ này là chữ chất và chữ tố, shiso. Từ này có nghĩa là giản đơn, đơn sơ, nó dùng với bối cảnh là shokuji bữa ăn này, hay là cuộc sống seikatsu đấy, hay là vẻ bề ngoài, không có cái sự hào nhoáng, không có cái sự lồng lộn đúng nhỉ? Thì ở đây chúng ta phải chọn, không thể chọn được một với hai bởi vì không hợp nghĩa. Số 3 ai mai là mơ hồ không rõ ràng, đúng rồi, chọn được luôn nhá. Sang bảng, cái biểu hiện này nó mơ hồ, nó không rõ ràng cho nên là khó hiểu. Và số 4, từ sasayaka có nghĩa là nhỏ, chẳng như là món quà nhỏ này, okurimono, nó dùng mang tính chất thể hiện cái sự khiêm tốn, nhún nhường. Sobetsukai, một bữa tiệc, chia tay nhỏ đúng không? Hoặc là buôn bán nhỏ, shobai. Đúng, đây phải là sambang, ai mai. Câu cuối cùng ở phần môn đai số 4. Kono kippu wa ashita made nani nani desu. Ở trước là chúng ta cùng xem cái cách đọc của các từ nhá. Từ đầu tiên là đi tên, từ đầu tiên này là từ đi tên, có nghĩa là điểm mạnh. Từ số 2 là ken đi, quyền lợi này. Từ số 3 là từ koyo, hán tự hiệu dụng, có nghĩa là tác dụng. Và số 4 yuko, hán tự là hữu hiệu, có nghĩa là có hiệu lực, có hiệu quả. Cái vé này ấy, thì có hiệu lực đến ngày mai, vậy thì chúng ta phải chọn 4 là chính xác nha. Không thể là đi tèn hay là kên đi hay là cô dồ được. Cái câu 20 thì chắc các bạn sẽ lẫn hai từ đấy là từ số 3 và từ số 4. Đấy. Thì cái từ cô dồ này ấy, nó sẽ dùng giống như kiểu là cái từ Kono ấy bạn nhé, hiệu năng ấy. Đấy, tác dụng của một thứ gì đó, chẳng như là từ Sirino, Koyo là cái tác dụng của thuốc này. Còn cái từ số 4, Yuko, thì ngoài cách dùng như là một tính từ, chẳng hạn là Yukona Shudan, cái biện pháp có hiệu quả, thì chúng ta còn dùng dưới dạng thức như câu 20 nữa. Đấy, sử dụng một cách hữu hiệu, một cách có hiệu quả này. Ngoài ra nó còn có nghĩa là chỉ cái thời hạn có hiệu lực của một cái đối tượng nào đó. Đấy. Tiếp theo chúng ta sang
Môn này 5. Môn này 5 là môn này từ đồng nghĩa. Câu 21. Toriaezu shacho ni denwa de hanashite oita. Toriaezu có nghĩa là tạm thời. Tạm thời trước mắt người ta đã làm cái điều gì đó này. Tạm thời thì tôi đã gọi điện nói chuyện với giám đốc trước rồi. Thì từ nào mang nghĩa là tạm thời. Saki là vừa nãy. Suguni là ngay lập tức. Ichio là tạm thời. Và chỗ cái xét sự trực tiếp thì chắc chắn chúng ta phải chọn số 3, Ichio. Câu 22. Yujin ga baiku o yasuku yuzutte kureta. Bạn tôi đã. Động từ ở đây chúng ta có là động từ yuzuru, đúng nhỉ? Là động từ nhượng. Hán tự là chữ nhường luôn đấy. Đây là một cái động từ khá là quan trọng, bởi vì là người ta đã từng hỏi một vài lần trong đề thi N2 và người ta còn hỏi lại trong đề thi N1 nữa. Cái động từ này thì các bạn đã học ở trong phần Mimikara N3 rồi. Bạn tôi nhượng lại giá rẻ cho tôi cái xe đạp, thì các bạn có thể đoán được cái từ đã đi với yasuku là giá rẻ thì phải là bán, đúng không? Chúng ta sẽ chọn được ngay là số 1. Đấy. Người ta mà xóa cái chữ yasuku này đi có thể là nhiều bạn sẽ bị phân vân và chọn sai đấy. Từ nhượng này có nghĩa có hai cách dùng, đó là bán nhá, bán lại. Thông thường bán lại sẽ là với giá rẻ. Thứ hai là cho luôn người ta. Đấy, không mất tiền, không lấy tiền từ người ta luôn. Hoặc có nghĩa là nhường, chẳng như nhường ghế chẳng hạn. Số 2 là kashite, ca sự là cho mượn, không phải nhượng, không phải là cho mượn, là cho luôn hoặc là bán giá rẻ. Số 3 azukatte, azukaru là trông giữ, không phải nao sự là sửa, không đúng này. Câu 23. Zatsudan o shiteru toki ni ii idea ga ukanda. Chúng ta có chữ người ta gạch chân đây là chữ tạp và chữ đàm, đúng nhỉ? Các bạn có thể đoán nghĩa. Giặt sự là tạp trong từ tạp nham. Đàm là đàm trong từ hội đàm, nói chuyện. Vậy thì giặt sự đàm là nói chuyện tạp nham, nói chuyện phiếm, tán gẫu. Vậy từ nào đồng nghĩa đây? Ai sát sự là chào hỏi. Oshaberi là nói chuyện phiếm. Setsume là giải thích. Hokoku là báo cáo. Thì chắc chắn chúng ta phải chọn nhì bằng Oshaberi là chính xác. Lúc mà tôi đang tán gẫu, lúc mà tôi đang nói chuyện phiếm ấy, thì tôi nảy ra ý tưởng hay ho. Câu 24. Uchi no inu wa totemo kashikoi. Con chó nhà tôi ấy, nó rất là kashikoi. Kashikoi có hán tự nhá. Hán tự là chữ hiền, đúng nhỉ? Có nghĩa là thông minh, khôn. Con chó nhà tôi rất là khôn. Thì từ nào đồng nghĩa đây? Một atama gai. Đúng không? Có nghĩa là khôn này. Cái đầu nó tốt đấy. Số 2. Ashigaha yai, nó nhanh chân, nó chạy nhanh, không phải. Mezurashi là nó hiếm. Otonashi là nó ngoan, nó trầm, không đúng. Câu 25, câu cuối cùng của môn này từ đồng nghĩa. Kare no hanashi wa itsumo ogesa da. Từ ogesa có nghĩa là phóng đại, khoa trương. Cái câu chuyện của anh ta ấy thì luôn luôn là mang tính phóng đại, luôn luôn mang tính chất là khoa trương, nói quá lên. Có một thì nói là 10, đúng nhỉ? Hay là đỗ vừa đủ đỗ, nói là đỗ mang tên chẳng hạn. Thì từ nào đồng nghĩa với từ phóng đại khoa trương này? Các bạn có một energy ngữ là có năng lượng, không phải. Yumo ngữ là có cái sự hài hước, không phải. Open là cởi mở, không đúng nhá. Đúng ở đây phải là bốn. Obada, hán tự nó viết từ từ over ấy, có nghĩa là phóng đại quá mức. Tiếp theo môn đai cuối cùng rồi, môn đai số 6, môn đai cách dùng từ, cũng là môn đai khó nhất của phần từ vựng, bởi vì là một câu nó sẽ chiếm 2 điểm đấy, và không phải là chỉ mỗi biết nghĩa mà các bạn có thể làm được đúng câu này, các bạn buộc phải nhớ được cái bối cảnh sử dụng của nó nữa. 26. Từ đây, từ này là từ gì đây? Hán tự là chữ thủ và chữ tài, đúng không? Đọc là sư dày. Từ sư dày này có nghĩa là phỏng vấn, thu thập thông tin tài liệu. Đấy, nó dùng trong báo chí truyền thông để viết bài. Thì các bạn sẽ dựa vào cái đó để các bạn lựa chọn nhé. Câu 1 này. Gakimatsu shiken no hanyo wo tomodachi ni shuzai shita. Cái phạm vi thi cuối kỳ ấy thì tôi đã
phỏng vấn bạn tôi chắc chắn là không đúng rồi. Với bối cảnh này thì chúng ta chỉ dùng đơn giản là gì thôi, tôi đã hỏi bạn tôi đúng không, kita hoặc là azuneta, tôi hỏi bạn tôi cái phạm vi ra đề trong cái kỳ thi cuối kỳ nhá. Câu số 2 này, depa to ni kaimono ni iku mae ni eigyo jikan o shuzai shite oko, trước khi đi đến trung tâm thương mại để mua sắm thì hãy làm gì trước, thì hãy phỏng vấn cái thời gian người ta mở cửa, cái thời gian mà người ta bán hàng, thời gian người ta kinh doanh. Cái này không đúng đúng không, chúng ta cần phải kakunin, chúng ta cần phải xác nhận trước đấy, hoặc là có thể dùng cái từ chúng ta cần phải tìm hiểu trước, shirabete hoặc là kakunin shite. Câu số 3 này, internet to kantan ni chizu o shuzai dekiru no de benri desu, internet thì có thể phỏng vấn cái tài liệu, có thể phỏng vấn cái bản đồ một cách đơn giản, cho nên là rất là tiện lợi. Không phải, cái này dùng đơn giản là xem thôi, miru. Như vậy chỉ còn chính xác là 4 đúng không nhỉ. Câu 4 này, senshu no renshu no yosu wo shuzai shita toki wa totemo kinchou shimashita, cái lúc mà tôi phỏng vấn cái gì nhỉ, cái tình hình luyện tập của các tuyển thủ ấy thì tôi rất là căng thẳng. Đúng rồi, một phóng viên nhá đến buổi luyện tập của các tuyển thủ đấy, quan sát và phỏng vấn hỏi họ để lấy làm thông tin tài liệu viết báo. Nhìn tội đây, cho nên là chúng ta phải chọn 4 là chính xác. Câu 27, kịch ca kê, cái từ kịch ca kê này cũng được hỏi vài lần rồi, và ngoài là một từ vựng ấy, nó còn được hỏi dưới dạng như là một ngữ pháp. Từ này nó sẽ mang nghĩa là cái nguyên cớ, cái lý do, cái động cơ để bắt đầu làm gì hoặc thay đổi cái điều gì đó. Thông thường ấy, nó sẽ thường dùng dưới dạng thức là N ra kịch ca kê đấy, để đằng sau sẽ là V nhá, có nghĩa là hành động V hoặc sự thay đổi V ấy, nó diễn ra với cái nguyên cớ là cái N. Thì các bạn sẽ xem này, cái nào phù hợp nhá. Câu 1, Kisetsu no kikkake wa kaze o hikiyasui, cái nguyên cớ lý do động cơ của mùa thì dễ bị cảm cúm, cái này chắc chắn là không đúng. Cái này chúng ta có thể hiểu là cái gì nhỉ, cái dịp giao mùa đúng không, cái thời điểm giao mùa thì sẽ dễ bị cúm, chúng ta sẽ dùng từ kawarime. Câu số 2 này, Yuji ni shashin o homerareta no ga kikake de honkakuteki ni benkyo o hajimeta, cái việc được bạn tôi khen những bức ảnh tôi chụp, nó là cái động lực, nó là cái nguyên cớ mà tôi bắt đầu học một cách bài bản, chuyên nghiệp. Đúng rồi, đúng theo cái nghĩa cũng như là cái hin tội là n ga kikake de đúng không? N ở đây thì người ta dùng dưới dạng thức là no ga nhá, biến biến cái cụm phía trước thành dạng danh từ đấy, thêm bằng cách thêm no vào. Câu số 3, sono ike ni hantai suru kikake wa shukan teki sugi karada, nếu cái này các bạn dịch nghĩa thì các bạn sẽ thấy nó cũng phù hợp. Chẳng hạn như là có thể dịch là cái nguyên cớ, cái lý do mà tôi phản đối ý kiến của anh ta là bởi vì nó quá chủ quan. Nhưng mà kịch kake thì không có cái dạng thức là kịch kake wa nanen ni karada, trong trường này các bạn phải dùng từ lý do, iyu thì mới có cái dụng pháp đó nhá. Còn từ kịch kake nữa các bạn không được dùng dưới dạng thức giải thích cho một cái lý do trực tiếp như này. Câu số 4 này, Konkai wa jikan ga nai no de tsugi no kikake ni otozureyou to mou, bởi vì lần này không có thời gian cho nên là tôi định là sẽ đến thăm vào cái dịp tiếp theo, cái lần tiếp theo đúng không? Vậy thì phải dùng từ nào? Không được dùng từ kikake mà phải dùng từ tsugi no kikai, cái cơ hội tiếp theo. Tiếp theo câu số 28 này. Câu 28 Hán tự là chữ thâm và chữ khắc.
Từ này sẽ đọc là Shinkoku. Đấy. Shinkoku. Nó sẽ đồng nghĩa với từ Judai. Mà các bạn biết rồi, từ Judai mang nghĩa là to lớn, trọng đại, đúng không? Nghiêm trọng. Từ Shinkoku này nó sẽ đi với một số cái biểu hiện cố định, chẳng hạn như là Shinkoku na mondai, cái vấn đề nghiêm trọng này. Shinkoku na jitai, cái tình trạng nghiêm trọng, đúng không? Shinkoku na hyojo, cái biểu cảm nghiêm nghị, hoặc là cái gương mặt nhá, kao này, nayami này, cái trăn trở, đúng không? Cái trăn trở nghiêm ngặt, à cái trăn trở nghiêm ngặt thì nghe buồn cười quá, cái trăn trở lớn, cái trăn trở nghiêm trọng, cái nỗi lo. Câu số 1. Kare wa dobutsu ni taishite shinkoku na aijou o motteiru. Anh ấy mang cái tình yêu gì đó với các loài động vật. Thì anh ta mang một cái tình yêu to lớn, đúng không? Cái này chúng ta phải dùng từ oki này, đúng nhỉ? Okina aijou này, hoặc là các bạn có thể dùng từ một cái tình yêu bao la sâu sắc kai này, hoặc là một tình yêu mãnh liệt tsuyoi, thì mới dùng cái từ aijou được. Câu số 2. Kazoku to no jikan o shinkoku ni sugoshiteru. Tôi đang trải qua cái quãng thời gian bên gia đình một cách, chúng ta cũng không dùng từ shinkoku nhá. Cái này các bạn phải dùng từ taisetsu. Đấy, tôi đang trải qua một cách rất là trân trọng, hoặc là một cách rất là tanoshi, một cách vui vẻ. Câu số 3. Kare wa shinkoku na nayami o kakaete iru yoda. Có vẻ anh ta đang mang một cái nỗi lo rất là lớn, một cái nỗi lo rất là nghiêm trọng. Đúng rồi, đúng, đây phải là số 3, với hintô là nayami. Câu số 4 này. Testo ga chikai no de shinkoku ni benkyou shiteru. Bởi vì là bài kiểm tra nó đang đến gần, bài thi đang đến gần, cho nên là tôi đang học một cách nghiêm trọng. Tôi đang học một cách gì nhỉ? Tập trung, shiu chiu shite, hoặc là majime, nghiêm túc. Câu 29 này, chúng ta có chữ Hán là chữ tục và chữ xuất, đúng không? Từ này sẽ đọc là Jokushitsu. Từ này có nghĩa là gì nhỉ? Xảy ra liên tiếp, xuất hiện liên tiếp. Thông thường nó sẽ là những cái tình huống mà không được tốt cho lắm, thì chúng ta sẽ dùng nhá. Một số cái dạng cố định hay đi với nó, chẳng hạn như các bạn sẽ có là jiko này, tai nạn, jiken, hay là handrom. Đấy. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là một cái người chịu tình trạng như thế nào đó. Đấy. Hito ga jokushitsu suru. Chúng ta sẽ cùng xem cái nào phù hợp nhá. Số 1 này. Man in densha kara jokyaku ga jokushitsu shite kita. Từ tàu điện đông người ấy, thì hành khách xuất hiện liên tiếp, cái này rất là kỳ quặc đúng không? Hành khách như thế nào? Hành khách xuống, đúng nhỉ? Cái này chúng ta phải dùng từ Orite kita. Câu số 2. Atsusa no se de kibun ga waruku naru hito ga jokushutsu shita. Những người mà không khỏe do trời nóng ấy, thì đang xuất hiện liên tiếp. Đúng rồi. Số 2. Các bạn thấy là phù hợp với lại cái công thức ở phía trên đúng không? Một tình trạng người gặp điều không mong muốn xuất hiện, xảy ra liên tiếp sẽ dùng. Câu số 3 này. Saikin wa tenki no warui hi ga jokushutsu shiteru. Gần đây những ngày thời tiết tệ, thời tiết xấu ấy, nó xảy ra liên tiếp. Nếu mà chỉ dịch mỗi nghĩa thì thấy nó cũng đúng. Thế nhưng mà rất tiếc là nó không đi với từ khi nhá. Với từ khi chúng ta chỉ dùng đơn giản là từ duy tê thôi. Những cái ngày đó nó đang tiếp diễn. Câu số 4 này. Kusuri de naotta to omotteita kaze ga
Zokusutsu. Cái bệnh cúm mà tôi đã nghĩ là đã khỏi do uống thuốc rồi thì nó lại tiếp diễn. Cái này phải dùng từ Saihatsu, nó lại tái phát đấy. Hoặc có thể dùng dạng thức là nó futatabi tsuzuita, nó lại tiếp tục tiếp diễn một lần nữa. Câu cuối cùng, câu số 30, chữ Hán là chữ ngoại chữ kiến, từ này đọc là gaiken. Từ gaiken này có nghĩa là bề ngoài, vẻ ngoài, nó sẽ bằng với từ mikake đấy, hoặc là bằng từ mitame nhá. Một số cái dạng thức cố định đi kèm với từ gaiken, ví dụ như là gaikeo, cả da đự, trau chuốt cho vẻ bề ngoài này, hoặc là gaikeo miseru, show ra cái vẻ bề ngoài, cho người ta thấy cái vẻ bề ngoài, hoặc là gaiken de hanđan suru, hyōka suru, đánh giá, phán xét bằng vẻ bề ngoài. Chúng ta cùng xem cái nào phù hợp. Hito gaiken de hanđan suru no wa yokunai koto da. Cái việc mà đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài là điều không tốt. Đúng rồi. Dựa vào hanđan. Câu số 2 này. Mado no gaiken o penki de shiroku nutta. Tôi đã sơn trắng bằng sơn cái gì nhỉ, không phải là cái vẻ ngoài của cửa sổ, cái này phải là cái khung cửa sổ hoa cử, hoặc là sơn cửa sổ màu trắng luôn thì bỏ cái từ gaiken này đi. Câu số 3, tsuki no gaiken wa dekoboko shiteru. Dekoboko là lồi lõm, thì đây là bề mặt mặt trăng thì lồi lõm, chúng ta phải dùng từ hyōmen. Hawa okotteiru gaiken datta. Mẹ tôi thì vẻ ngoài là đang nổi giận. Không phải mẹ tôi khuôn mặt đúng không? Phải dùng là kao. Đấy. Thì chúng ta đã cùng nhau chữa xong cái đề thi này. Các bạn hãy lưu ý những cái điểm mà Sensei đã lưu ý để rút kinh nghiệm cho bản thân cũng như là ôn tập từ. Chúc các bạn sẽ ôn thi thật tốt. Hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học sắp tới.